xe về lái coi. Đây heo ha. Cùi cùi tống. Quay video làm cái video cùi tống này. Kiệt ai kiệt. Idol ủa hùng khác. Chuyên gia múa đệ bố. Đồ dàn trống. Dàn trống hội. Hiện tại là chưa có cái chân đợi trống hàng chưa xong nên mấy anh em nên lấy lớp xe kê đỡ. Giờ ra quýnh một vàng nghe thử hấp dẫn không? Nên mình có cái khu để tập quá mát luôn ha. Coi cái nơi mình tập đẹp không? Nơi tập sạch sẽ mát không? Ở tập lăn như này luôn. Trời ơi mát mẻ luôn, sạch sẽ luôn. Hình như nhà nước sai mình để mình tập lăn hay không? Đó, được. Gần ngay nha, đi lên chút. Đẹp. Vàng chống rồi. Lái máy cái bì giấy đồ kia gom lại bỏ vô thùng rác kia. Bỏ vô thùng rác. 1, 2, 3, 4 với một cái ba khía nữa là 5 cái. Đặt cái xe kia về sau này. Đạp không để xe đây tốn tại đống này anh coi chống cái chết dài thì giờ âm thanh nghe nữa đây. Không khỏi tập đi tập chống đi. Từ tập chống không phải chứ. Thank you.
đánh vô quýnh hai đấm lên coi. Từ từ vô rách quýnh tay ra vô là này bộ hai ba. Lăng ra cái tiếng màu quýnh lên. Chống hỏi này, 5 người này.